Camera giám sát đã ghi lại được khoảnh khắc một gia đình đang điên cuồng tìm cách cứu cậu con trai mình đột ngột bị tắt thở. Hình ảnh ghi lại được thò thấy, người thân đang thay nhau tìm cách hồi sinh cậu bé rồi hô hấp nhân tạo. Vài phút sau, cậu bé vẫn bất tỉnh nên họ quyết định gọi xe cấp cứu rồi chạy ra kêu cứu hàng xóm. Khi gia đình kiên trì hô hấp nhân tạo, cậu bé cuối cùng cũng đã thở được và tỉnh dậy. Đứa trẻ được cho là đã phải chịu đựng một cơn khóc lặng. Trong thời gian đó trẻ sẽ ngừng thở và đôi khi bất tỉnh. Cơn khóc lặng hay đúng hơn là cơn khóc nín thở là một tình trạng phổ biến ở trẻ em dưới 5 tuổi. Cơn khóc nín thở thường xảy ra khi trẻ đang khóc to và đột ngột ngừng thở, mặt chuyển sang màu xanh tím. Cơn khóc nín thở thường chỉ kéo dài trong vài giây và trẻ sẽ tự thở lại bình thường. Có hai loại cơn khóc nín thở. Cơn khóc nín thở tím tái, trẻ sẽ ngừng thở và mặt chuyển sang màu xanh tím. Cơn khóc nín thở xanh xao, trẻ sẽ ngừng thở và mặt chuyển sang màu xanh xao. Nguyên nhân của cơn khóc nín thở chưa được biết rõ, nhưng có thể do một số yếu tố như thiếu máu do thiếu sắt, tăng ngưỡng cảm ứng, tăng nhạy cảm với đau, tăng hoạt động của hệ thần kinh phó giao cảm. Cơn khóc nín thở thường không nguy hiểm và sẽ tự hết khi trẻ lớn hơn. Tuy nhiên, nếu cơn khóc nín thở kéo dài hơn một phút hoặc trẻ có các triệu chứng khác như co giật, ngất xỉu, cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức. Để phòng ngừa cơn khóc nín thở, cha mẹ cần đảm bảo trẻ được cung cấp đủ sắt từ chế độ ăn uống. Tránh để trẻ bị kích thích quá mức. Khi trẻ khóc, hãy cố gắng bình tĩnh và không la mắng trẻ. Nếu trẻ có cơn khóc nín thở, hãy để trẻ tự thở lại bình thường, không cố gắng ép trẻ thở. Thank you.